Chào các bạn, ở phần này tôi sẽ hướng dẫn sơ qua về giao diện cơ bản của chương trình PowerPoint. Để khởi động chương trình, các bạn click vào nút Start của Windows và gõ lệnh tắt khởi động nhanh Power PNT và nhấn Enter. Đây là màn hình khi các bạn mới mở PowerPoint lên. Ở giữa là khu vực để các bạn thiết kế thao tác chính trên slide hiện tại. Bên trái là danh sách hiển thị tất cả các slide để các bạn có thể thêm bớt và thay đổi thứ tự. Ở khu vực dưới cùng là khu vực tham khảo dành riêng cho diễn giả, và khi trình chiếu chỉ có diễn giả mới nhìn thấy nội dung ở khu vực này. Ở góc phải bên dưới là thanh trượt để các bạn phóng to, thu nhỏ góc nhìn hiện tại. Ở góc trên bên trái là các lệnh cơ bản như lưu, mở, tạo mới, in ấn và chia sẻ. Và ở giữa trên đây là các menu với từng nhóm lệnh. Chúng ta sẽ đi cụ thể vào từng menu ở các phần tiếp theo. Để thu hẹp menu này, các bạn có thể bấm vào mũi tên ở đây. Để mở lại, các bạn click lần nữa. Hiện tại, chúng ta mới chỉ đang có một slide số 1. Để thêm một slide mới, các bạn click vào menu Home và chọn New Slide. Như vậy, chúng ta đã có slide số 2. Một cách khác, các bạn có thể click chuột phải vào slide số 2 và chọn New Slide để tạo một slide mới. Và như vậy chúng ta đã có slide số 3. Để sao chép toàn bộ nội dung của slide số 3 thành một slide mới số 4, các bạn click chuột phải vào slide số 3 và chọn Duplicate Slide. Như vậy, chúng ta có một slide mới và tôi sẽ đặt tên là slide số 4. Để xóa slide, các bạn có thể click chuột phải vào slide muốn xóa, ví dụ slide số 4. Click chuột phải và chọn Delete Slide. Để thay đổi thứ tự slide, các bạn có thể click chuột trái và kéo thả đến vị trí mới. Ví dụ, tôi muốn đưa slide số 1 xuống nằm dưới cùng. Các bạn click chuột trái vào slide số 1 và kéo thả ở vị trí dưới slide số 3. Như vậy, thứ tự mới của tôi sẽ là slide số 2 đến slide số 3 và đến slide số 1. Ở các phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc chèn văn bản, hình ảnh, đồ thị và các đối tượng. Xin mời các bạn click vào menu tương ứng.